Nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam ASEAN vừa tổ chức lễ trao giải top 50 thương hiệu uy tín chất lượng Việt Nam ASEAN và triển lãm thương hiệu uy tín chất lượng Việt Nam ASEAN 2021. Top 50 thương hiệu uy tín chất lượng Việt Nam ASEAN là các cá nhân doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội, sản phẩm có chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và quốc tế, công nghệ và tác động tới môi trường phù hợp với các yêu cầu trong nước và quốc tế. Diễn ra cùng với lễ trao giải, triển lãm thương hiệu uy tín chất lượng Việt Nam ASEAN 2021 đã tạo ra một sân chơi cho các doanh nghiệp muốn quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ không chỉ tại Việt Nam mà còn phát triển ra thị trường nước ngoài. Triển lãm cũng là cầu nối giúp cho các doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối giao thương, thúc đẩy thương mại hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp và khó lường. Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức bởi Trung ương Hội ASEAN nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh sản phẩm, con người và doanh nghiệp Việt Nam tới thị trường quốc tế, là cầu nối giúp cho hàng hóa Việt Nam và ASEAN thâm nhập dễ hơn vào thị trường của nhau, thúc đẩy giao thương và phát triển hợp tác giữa hai bên.